Xin chào tất cả các bạn, mình là Lan Hương đến từ lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Lê Thánh Tông. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn một cuốn sách mang tên Hãy chăm sóc mẹ. Đây là một cuốn sách ngoại văn của nhà văn Shin Kyung-suk đến từ Hàn Quốc. Theo như mình tìm hiểu thì cuốn sách này đã được bán hơn 1 triệu bản chỉ tính riêng tại Hàn Quốc và đã từng đạt giải thưởng Nam Asian Literary Prize, giúp cho tác giả này đã trở thành tác giả nữ đầu tiên đạt được giải thưởng. Và trước khi giới thiệu cuốn sách này đến mọi người thì mình đã từng rất là phân vân rằng không biết mình có nên hay không, bởi vì mình chưa chắc chắn là mình có thể hiểu hết những cái ý nghĩa cũng như là thông điệp của câu chuyện này mang lại. Nhưng sau một hồi suy nghĩ thì mình vẫn quyết định chia sẻ cuốn sách này đến mọi người, bởi vì mình thấy đây là một cuốn sách rất là nên đọc, cũng như là nó có một cái ý nghĩa nhân văn rất là to lớn. Và bây giờ mọi người hãy cùng mình tìm hiểu xem cuốn sách này có gì nha. Cuốn sách đã cho ta thấy rằng từ câu chuyện của một bà mẹ, nó có thể viết về câu chuyện của hàng triệu người mẹ, câu chuyện của một người phụ nữ trở thành câu chuyện về thân phận con người, câu chuyện của một gia đình cho thấy bối cảnh xã hội trong cả một thời kỳ với những giá trị lần lượt bị thay thế và đánh đổi, với những câu hỏi về cuộc sống và mối quan hệ giữa người với người. Khi ta lật trang sách đầu tiên, câu mở đầu chính là mẹ bị lạc đã một tuần. Trong một lần người mẹ cùng với chồng lên thăm những đứa con sống ở thành phố, sự đông đúc chen chúc ở tàu điện ngầm đã khiến người mẹ tuột khỏi bàn tay của chồng. Một câu chuyện buồn đã tiếp diễn từ đó. Chính sự việc lạc mất mẹ đã làm rõ được những sự vô cảm của những người con trong gia đình. Trong gia đình ấy có một người phụ nữ suốt ngày tần tảo lo toan mọi việc, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chồng con. Mẹ chẳng bao giờ quan tâm đến ngày sinh nhật của chính mình. Mẹ nuôi 4 đứa con khôn lớn, cậu con trai cả Hong Chon, 2 cô con gái Chi Hon và Jun. Mẹ thương yêu che chở họ, để rồi khi họ đủ lông đủ cánh, họ lại vụt bay đến một nơi xa rồi để mẹ lại một mình buồn bã. Và rồi, chỉ khi mẹ đi lạc, người chồng và những đứa con mới nhận ra tình cảm thiêng liêng lớn lao của bà. Đồng thời họ cũng nhận ra được mình đã vô tâm như thế nào. Xuyên suốt 4 chương của cuốn sách là những hồi tưởng của mỗi người trong gia đình về người mẹ của mình. Người con trai cả, anh Hyun Chan, là người được mẹ yêu thương chăm sóc nhiều nhất. Đến độ nấu mì, mẹ cũng nấu riêng cho anh. Mẹ đặt hết niềm tin vào người con trai ấy. Mẹ hy vọng rằng anh sẽ trở thành công tố viên. Nhưng cuộc sống lại chẳng như mong ước của mẹ. Anh không thực hiện được điều đó, nhưng anh chỉ suy nghĩ đơn giản. Đó chỉ là một khát vọng không thành của tuổi trẻ. Anh đã không hề quan tâm đến ước mong lớn lao của người mẹ luôn muốn anh hướng đến. Có lẽ anh không phải là người buồn nhất, mà người buồn nhất là mẹ anh. Đến lượt người chồng thì suốt ngày chạy theo những thứ bên ngoài, thậm chí còn đem cả người đàn bà khác về nhà. Thử hỏi, ông ta có xứng đáng được gọi là người chồng hay không? Còn cô con gái thứ, sau khi lấy chồng, sinh con mới tự hỏi, mẹ có yêu công việc bếp núc không? Lúc còn thơ bé, cô cứ nghĩ công việc đó là của mẹ, mẹ chẳng có việc gì ngoài nấu ăn, giặt giũ. Cô không biết được rằng mẹ luôn có những góc khuất tâm hồn, những điều thầm kín, những tình cảm lãng mạn của phụ nữ. Cũng là con gái, nhưng khi lớn lên cô trở thành một người mẹ, cô mới thực sự hiểu được vất vả của mẹ mình. Đến lượt cô con gái út, cô cứ ngỡ rằng mình là người hiểu rõ về mẹ nhất. Nhưng khi lạc mất mẹ, cô mới chợt nhận ra, đến mẹ sinh ngày tháng năm nào cô cũng không rõ. Vì chỉ khi lạc mẹ, họ mới dần thấy được sự vô tâm, sự thờ ơ, dựa dẫm vào mẹ của chính mình. Và rồi cái kết mà họ nhận được không thể nào bi lụy hơn. Khi đã nhận ra sai lầm thì họ cũng không còn cơ hội để thay đổi nữa. Thật xót xa biết bao khi ta thấy hình ảnh một người mẹ bị thương ở mu bàn chân, đi đôi dép lê màu xanh, một bên dép cứa vào bàn chân chỗ gần ngón cái sâu đến nỗi miếng thịt lông ra tạo thành một vết rách sâu hoắm, rồi mũi vây quanh vết thương đang rỉ mủ. Lúc mẹ đang lo sợ thầm gọi tên các con thì họ ở đâu? Chính vì những đứa con vô cảm, trái tim đông cứng đã làm người mẹ ra đi trong sự lạnh lẽo, cô đơn. Xuyên suốt cuốn sách Hãy chăm sóc mẹ là hình ảnh người mẹ can trường, một người với can đảm và mơ ước, với khát vọng và nỗ lực, với tình yêu, cuộc sống và ý chí kiên cường. Mặc cho bao nhiêu bất công của hoàn cảnh, bao nhiêu xô đẩy của cuộc đời, bà đã không ngừng nỗ lực để sống tốt hơn và có ích hơn. Bà đã hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ trong cuộc đời và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của chính bản thân. Đó cũng có lẽ là cách sống mà người ta nên lựa chọn cho mình trong cuộc sống của một người trưởng thành vốn nhiều gian truân và thử thách. Tôi đã từng nghe đâu đó có người nói rằng, thứ quý giá nhất trong cuộc đời của con người chính là những gì họ chưa có và những gì họ đã mất đi.
Quả thật là như vậy, chúng ta thường hoài niệm về quá khứ, nuối tiếc về những gì đã qua, những thứ đã bỏ lỡ lại phía sau theo dòng chảy của thời gian và cuộc đời. Chúng ta cũng thường nghĩ ngợi, lo lắng về những ngày tháng tương lai, mơ mộng coi đó là thiên đường của hạnh phúc và luôn khát khao cháy bỏng đến những ngày tháng ấy. Thế nhưng có lẽ ta đã quên đi một sự thật rằng, có những thứ còn quý giá hơn cả quá khứ và tương lai, đó chính là hiện tại. Hãy trân trọng hiện tại, sống hết mình, hãy nở một nụ cười ngay tại giây phút này để không phải hối tiếc từng phút, từng giây quý giá của sự sống. Hãy yêu thương những người xung quanh mình nhiều hơn, đừng để mọi thứ trở nên muộn màng như những người con mất mẹ, những người chồng mất vợ, người chị mất em trong tiểu thuyết Hàn Quốc Hãy Chăm Sóc Mẹ này nhé. Và với kết thúc buồn của cuốn sách này, nó cũng như là một lời nhắc nhở đến chúng ta, hãy chăm sóc mẹ. Nếu ai còn mẹ, xin hãy biết cách bày tỏ tình yêu của mình đối với mẹ. Dù chỉ là một bông hoa nhỏ, một hành động nhỏ để giúp đỡ mẹ, cũng là cách để ta thể hiện sự quan tâm đến mẹ. Đừng để đến lúc mất mát rồi mới nhận ra sự vô tâm lạnh nhạt của mình. Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào? Có ai lại không được chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt buổi trưa hè oi ả? Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ? Có ai suốt đời vì con giống mẹ? Có ai sẵn sàng chia sẻ ngọt bùi đắng cay cùng con như mẹ? Bởi vậy, đã có biết bao cuốn sách hay và ý nghĩa nói về mẹ, người phụ nữ tuyệt vời nhất. Hãy chăm sóc mẹ của tác giả Shin Kyung-suk chính là một trong những cuốn sách lấy đi nước mắt của hàng triệu con người. Khi đọc cuốn sách Hãy Chăm Sóc Mẹ, bạn đọc còn có được một cơ hội chiêm nghiệm cuộc sống vùng quê ở Hàn Quốc, lối sinh hoạt giản dị, ấm cúng, được cùng trải qua bao mùa đông tuyết trắng, buốt giá, được biết cách chế biến những món ăn độc đáo, mới lạ, được sống lại những ngày tháng tuổi thơ của chính bản thân mình. Để ta thấy, hóa ra người dân Hàn cũng như Việt Nam mình nhỉ, vùng quê của họ cũng yên bình, cũng yêu thương, cũng tươi đẹp và gần gũi quá. Khi đọc xong cuốn sách này, bài học lớn nhất mà tôi thấy được đó chính là hãy yêu quý những người thân xung quanh mình, hãy trân trọng những giây phút hiện tại để thấy may mắn biết bao. Khi bản thân ai còn có mẹ bên cạnh và những người không may mắn có mẹ đã rời xa cũng sẽ tìm được cảm giác gần gũi như ở bên một vòng tay của mẹ, để rồi tất cả cùng nhau cố gắng sống tốt, sống đẹp cho đời.